Chương 9. Vừa thấy ánh Mai, bé Tano đã lao tới nhanh như gió. Cô Mai, cô Mai. Nó vừa reo vừa nhảy tưng tưng, làm Mai hết sức cảm động. Ôm nó vào hỏi, có nhớ cô không? Tano gật đầu, dạ nhớ, bà chính cũng nhớ cô Mai nữa. Anh Mai chớp mi theo thằng bé vào phòng khách. Sau lưng cô, thẳng lững thững bước như là đang đi dạo. Quang đón hai người bằng tràn cười, nghe mới giả tạo làm sao. Trông cô cậu đẹp đôi thật, cứ y như trời sinh hai người ra là của nhau vậy. Thắng hớm hỉnh, vậy mà em tưởng mình sinh ra là để cho Xuân Nghi chứ. Quang hơi quê nhưng vẫn giả lả, cậu còn dám nói nữa, không sợ anh Mai véo hả? Thắng nhiều nhiều mắt, cây ngay không sợ chết đứng, em chả lo bị véo, mà bữa nay ông bà định đãi bọn này món gì đây? Quang hào hứng trở lại, bún bò quế được chưa? Thắng xích xoa, quá được đi là khác, nhưng mà Tuyết đâu? Vẫn còn ở Phan Thiết. Ngày mai về, bà có vẻ vẫn mê mấy khu resort ở ngoài đó quá. Vậy cũng tốt. Thắng bắt chuyện khi thấy ánh Mai và Tano đã xuống bếp. Nghe nói công ty của anh có đầu tư vào du lịch mà. Quang ngượng gạo, công ty nào mà là của tôi cậu ơi, sắp phá sản cả rồi. Thắng ngạc nhiên thật sự, sao lại phá sản? Tôi nghe Xuân Nghi khoe công ty nhà cô ấy phát triển đến mức phải tách làm đôi cơ mà. Quang âm ừ, đúng là vậy, nhưng thực chất chỉ người trong cuộc mới hiểu lý do tách công ty. Thắng tò mò, đó là lý do gì? Quang xoa cằm, đó là bí mật của công ty, tôi có thể không trả lời chứ. Thắng nhún vai, trong bụng thầm rủa Quang ma giáo. Từ khi về Mỹ, anh chỉ lo hoàn tất mọi thủ tục để nhanh chóng trở lại Việt Nam, nên không có thời gian và tâm trí để ý chuyện người khác. Qua ánh Mai, anh chỉ biết Cường theo công trình nên không ở Sài Gòn. Sự ra đi của Cường làm Ánh Minh buồn, nhưng lý do sao Cường đi xa anh không hỏi. Anh không muốn Ánh Mai khó chịu khi nghĩ anh quan tâm tới gia đình của Xuân Nghi. Thắng chủ động chuyển đề tài, anh dông dài đủ thứ rồi vụt hỏi, tuần sau anh rảnh ngày nào? Đang nguyên thuyên, Quang khựng lại, để làm gì? Thắng chậm rãi, làm thủ tục cho tôi lấy lại nhà, lâu nay tôi đã nhờ anh chị quản lý hộ. Quang tái mặt, giọng ấp úng, cậu làm gì mà gấp vậy? Tôi đang cho người ta thuê mà. Thắng gật đầu, tôi biết, hợp đồng sắp mất rồi, tôi lấy lại nhà để làm văn phòng làm việc. Trước đây tôi đã nói với anh rồi, chứ đâu phải đến bữa nay. Đành là vậy, nhưng cậu làm thế thì chết tôi rồi. Hay là tôi chịu tiền và giới thiệu cho cậu thuê văn phòng những cao ốc trung tâm? Thắng gạt ngang, mình có nhà sao lại phải đi thuê? Tôi không đồng ý. Quang nhăn nhó, muốn gì cậu cũng phải đợi tôi hết hợp đồng thôi. Thắng tự tốn, những thủ tục chúng ta sắp làm không ảnh hưởng hợp đồng cho thuê nhà của anh. Quang rất dễ miễn cưỡng, đợi tôi bàn bạc với Tuyết xong sẽ trả lời cậu sau. Thắng gằn giọng, chuyện này đương nhiên phải làm, đâu cần phải bàn bạc, tôi nghĩ anh không nên trì hoãn nữa. Quang phân bua, không phải tôi trì hoãn, nhưng trong nhà phải có lớn có nhỏ, còn má nữa, phải có ý kiến của má chứ. Thắng cười khẩy, ý của má cũng là ý của tôi, anh khỏi phải lo. Quang lơ lửng, biết đâu chừng má đã đổi ý. Thắng nhìn xoáy vào mắt của Quang, tôi muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt, nên đã nhờ luật sư hoàn thành mỗi giấy tờ cần thiết, anh kéo dài không được đâu. Quang nhún vai, để xem luật sư của cậu làm được gì đây. Ở đây chứ đâu phải là ở Mỹ mà đem luật sư ra dọa người khác. Thắng cố nén giận, ở đâu cũng có luật pháp, tôi tin vào luật. Từ bếp Tano chạy lên, mời ba và cậu xuống bếp ăn bún bò quế. Hai người im lặng, Thắng đứng dậy trước. Anh xoa đầu Tano rồi theo nó xuống bàn. Anh vào bàn ăn, không chút nào hào hứng, trong khi Quang vẫn rườm rà pha trò với Ánh Mai và Tano. Anh ta khiến Thắng ghê tởm, nhưng nghĩ lại chị Tuyết, Thắng đành nuốt tiếng thở dài. Anh cố lắm, nhưng không thể đóng kịch như Quang được. Buông đũa xuống trước, Thắng bỏ ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Ánh Mai. Anh thật sự muốn đi khỏi đây để khỏi phải thấy gương mặt trơ tráo của Quang. Ngồi một mình ngoài phòng khách, mắt dán lên màn hình TV, nhưng Thắng không xem được gì. Anh nghe tiếng cười hồn nhiên của Tano mà ước mình được trở lại với thời trẻ con, vô tư nghĩ. Để Ánh Mai chơi đùa với Tano thêm một lúc, Thắng mới đưa cô về.
Anh luôn cố ra vẻ tự nhiên, nhưng mà khi bắt tay Hoàng, anh vẫn hết sức khó chịu. Thái độ của Thắng không qua mắt được ánh Mai. Cô dịu dàng hỏi, sao thế anh? Ông Hoàng lại nói gì chúng ta à? Thắng tuôn một hơi. Anh ta đúng là tham lam và trơ tráo. Lúc nãy nếu không vì chị Tuyết và thằng Tano, anh đã nợ anh Hoàng rồi. Nhưng là chuyện gì? Thắng hậm hực. Anh bảo Hoàng làm thủ tục trả nhà cho anh, nhưng ông ta dòng do không muốn. Anh không thể kéo dài chuyện này nữa, bởi vậy sớm muộn gì anh và ổng cũng đụng nhau thôi. Anh Mai nói, anh phải bình tĩnh chứ đừng nóng nảy. Hoàng rất là thủ đoạn, anh ta sẵn sàng dùng mọi cách, dù là hiểm độc nhất, hèn hạ nhất, miễn sao đạt được mục đích. Anh phải cẩn thận. Thắng cười nhạt, liệu ông ta làm gì được anh chứ? Em không biết, nhưng cách đây không lâu, ảnh mình có kể cho em nghe một câu chuyện kinh khủng của ông Hoàng. Nhưng vì ông ta là anh rể của anh nên em không nói với anh. Chuyện gì mà khủng khiếp vậy? Ánh Mai ngập ngừng. Ông Hoàng thuê dân xã hội đen đánh để dằn mặt đối thủ làm ăn, với mục đích dọa cho họ sợ, không dám cạnh tranh nữa. Thắng ngạc nhiên, sao Ánh Minh biết? Mai đành kể chuyện khác cho Thắng nghe. Anh buông câu chắc nịch, với anh, ông Hoàng không dám đâu. Anh đừng chủ quan. Ánh Mai chép miệng rồi nói tiếp, lúc còn mình em ở bàn ăn, Hoàng bày đặt hỏi thăm Ánh Minh rồi khen nó can đảm. Thật lúc đó em chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta. Hoàng còn cho biết bác Uyên đang nằm bệnh viện, anh Cường đã về Sài Gòn. Tại sao anh ấy không liên lạc với Ánh Minh vậy? Cô bé đang dài cổ trong, nhưng mà hoàn toàn không nhận được một email nào của Cường cả. Thắng giải thích, biết đâu Hoàng nói dối vì ông ta có ưa gì Cường. Người như ổng thích lấy nỗi buồn của kẻ khác làm niềm vui cho mình. Hoàng đang căm Ánh Minh vì con bé đã giải nguy cho cậu khắc nào đó. Ông ta thông tin sai về Cường để Minh đau khổ. Bởi vậy em đừng nói gì với con bé. Ánh Mai ngã đầu lên lưng anh. Em hiểu rồi, nhưng mà chẳng lẽ Hoàng dám bịa chuyện bác Uyên bệnh nặng đến mức nằm viện với tình trạng phải nằm liệt giường? Thắng ngập ngừng, chuyện này chắc phải hỏi lại. Mai bấu eo anh định hỏi ai? Thắng bâng quơ, bạn bè, nhưng em không được ghen đâu đó. Ánh Mai phụng phịu, yêu mà không được ghen thà không yêu còn hơn. Ghen nghĩa là nghi ngờ, nghĩa là không tin. Em không biết sự nghi ngờ giết chết tình yêu sao? Mai cong môi, em không thèm biết. Vậy thì anh xin thua. Ánh Mai cười khúc khích, cô tin Thắng yêu mình thật tình, nhưng ba cô thì không. Ông luôn lạnh lùng đến dửng dưng mỗi khi Thắng ghé nhà. Thắng bảo anh không nản đâu, rồi ba sẽ chấp nhận. Mai cầu mong như vậy. Tới khu nhà trọ, Mai hỏi anh giàu không. Thắng dựng chống xe, phải giàu chứ, phải giao trả cô con gái cưng tận tay ông cụ, nếu không lần sau khó lòng xin phép đi chơi. Hai người cùng vào nhà. Ông bà Phùng đang ngồi xem tivi, đều quay ra nhìn một lúc. Thắng gật đầu chào và nói, xin phép hai bác, cháu về. Ông Phùng ra vẻ hờ hững, ờ. Đến khi Thắng đi được mấy bước, ông mới đứng dậy đi theo. Này, Thắng dừng lại giọng lo lắng. Dạ. Ông Phùng tặng hắn trước nói, nhớ đi đứng cẩn thận, cậu đang ở Sài Gòn chứ không phải là ở Mỹ đâu. Thắng thở phào, vâng, cháu nhớ à, cảm ơn bác đã thương cháu nên mới nhắc nhở. Ông Phùng lào bào, thương cậu à, chuyện đó tôi còn nghĩ lại. Vào nhà, ông hỏi Mai, hai đứa đi đâu vậy? Dạ, tụi con tới nhà anh Hoàng, anh ấy gửi lời thăm ba. Ông Phùng cười nhạt, đừng có nói láo, thằng đó mà biết thăm hỏi gì ai, sau này chúng bay sẽ khổ với thằng thủ đoạn đó đó. Ánh Mai nghe mát cả lòng trước lời dọa của ông Phùng. Ơn trời, ba đã nghĩ tới tương lai của cô và Thắng. Vui trong bụng, cô buộc miệng, cô nghe nói bác Uyên bị tai biến nặng, hiện đang nằm viện. Bà Hiên hỏi ngay, bà ấy có sao không? Dạ, bác ấy đang bị liệt nửa người. Bà Hiên nhìn ông Phùng, chúng ta phải đi thăm bà ấy. Vừa bước vào phòng, Mai đã bị Ánh Minh kéo ngồi xuống giường. Chị có nghe gì về anh Cường không? Mai ngập ngừng, chị không hỏi, vẫn không có email của ảnh à. Minh lắc đầu mặt buồn hiu, cô ngán ngẩm một hồi rồi tự hỏi, bác Uyên bị như thế, lẽ nào Cường không về? Mà nếu về, sao anh ấy không tìm em? Chuyện gì đã xảy ra vậy kìa? Ánh Mai liếm môi, cô hiểu tâm trạng của Minh hiện giờ. Hiểu, nhưng mà không giúp gì được cho con bé.
Ánh Minh ngồi đúng cái ghế ở bếp, nơi mà trước đây cô thường ngồi nghe bà Am ba điều bốn đổi. Bữa nay vẫn giọng điệu của người thích hóng chuyện, bà Am kể lể. Cũng tại giận Cường nên bà chủ mới như vậy. Dì nói thật, con không nên thăm bà chủ, thấy mặt con không chừng bà ấy lại. Ánh Minh ấp úng, con có làm gì đâu. Bà Am nói, bà chủ không thích Cường và con, nhưng mà cậu ấy cãi lời mẹ, thế là bà ấy lên cơn. Minh ngạc nhiên, dì anh Cường về nhà trước khi bác Uyên xảy ra chuyện à? Chứ con tưởng sao, mà dì hỏi thật, hổm rày, Cường chưa gặp con hả? Minh thiểu não gật đầu, bà Am vô tư bảo, chắc cậu ta biết sợ rồi, phen này bác sĩ Diệp tha hộ lập công, hai người dạo này khắng khích lắm. Ánh Minh nuốt nghẹn xuống, cô nghe tim nặng như đeo đá. Cường có thể vì mẹ vì chữ hiếu, chứ không vì cô. Điều đó có nghĩa anh không yêu Minh nhiều như cô tưởng. Vào lúc này, cô không nên trách anh. Cường đang rối vì mẹ đang bị bệnh nặng. Minh không nên tạo thêm áp lực với anh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Cường cũng phải gặp Minh một lần là ít nhất. Ánh Minh muốn rơi nước mắt vì buồn, cô vội vàng trấn tĩnh lại, rồi hỏi, bữa nay bác Yên bớt nhiều chứ gì? Bà Am nhún vai, khỏe rồi, ăn uống đi lại được rồi. Minh kêu lên, ủa vậy mà. Bà Am ngắt lời cô, vậy mà con tưởng bà chủ bị á khẩu liệt người phải không? Thiệt tình không biết quân ác độc nào đồn bậy bạ hết sức. Bà chủ có tật xúc động thì xỉu thôi. Con từng chứng kiến một phần, bộ quên rồi sao? Ánh Minh dò dẫm, vậy là bác Uyên khỏe rồi. Bà Am gật đầu, và đã về nhà rồi. Ánh Minh hỏi tới, con anh Cường, anh có nhà không gì? Bà Am ngập ngừng, cậu ấy không muốn gặp con đâu. Minh thản thốt, sao dì lại nói vậy? Bà Am trả lời thật vô tư, dì nghe cậu Cường và cô Nghi nói chuyện với nhau, chả biết lúc đầu hai người nói gì. Khi dì mang cà phê lên thì nghe cậu Cường hét to rằng, đừng bao giờ nhắc tới Ánh Minh trước mặt của tôi, tôi không muốn nghe và không muốn thấy con bé ấy nữa. Ánh Minh sững sờ nhìn bà Am, có nên tin những lời bà vừa nói không? Bà Am không phải là người hay bị chuyện, nhất là những chuyện liên quan tới gia đình bà Uyên. Vậy thì tại sao? Tại sao cơ chứ? Ánh Minh năn nỉ, cô muốn gặp anh Cường, vậy giúp đi. Ngay bây giờ à? Vâng. Cậu ấy không có ở nhà, bao giờ cậu Cường về thì dì sẽ nói là có con tới. Ánh Minh gượng cười, vâng con hiểu rồi. Tới đây nhưng không được thăm bác Uyên thì con cũng buồn, vì thật lòng con rất quý bác ấy. Bà Am bỗng văn chương 47, dì thương con lắm Ánh Minh à, nhưng phận nghèo như mình đâu phải muốn thành lọ lem mang giày túi tinh là được. Ánh Minh chớp mi, ai nói với dì vậy? Bà Am trả lời, bác sĩ Bạch Diệp, cô ấy nói đâu có sai. Ánh Minh buồn bã, con về đây. Dắt xe đạp ra khỏi cổng, luồn tay vào trong bóp khóa lại như trước đây vẫn làm. Nhưng bữa nay Ánh Minh thấy cánh cổng sắt mới nặng làm sao. Rốt cuộc cô chỉ là một con bé lọ lem đi chân trần trên cát bỏng. Tới nhà bà Tú Anh, Ánh Minh nhấn chuông. Người ra mở cổng cho cô là bà cụ Từ. Bà cười mớm mém, bữa nay còn tới trễ à? Minh nói, dạ con bận ghé thăm bác Uyên à. Vậy à, cô ấy khỏe rồi mà. Vâng, nhưng con mới biết bác ấy bệnh đây thôi. Bà Từ nói bằng giọng dè biểu, hôm trước bà có nghe mẹ thằng Khắc nói chuyện với cô Yên qua điện thoại, thì ra cô ấy giả đò để làm áp lực với cậu con trai, chứ có bệnh hoạn gì. Muốn có con dâu là bác sĩ nên cô Yên phải bệnh lên bệnh xuống cho con trai động lòng, chỉ tội nghiệp thằng nhỏ. Bà Từ chép miệng, làm chi cho khổ đến thế chứ, mỗi người đều có duyên phận riêng, bắt người khác chịu ý mình là không nên. Đời người ta buồn bã cho lắm rồi cũng về với đất. Bà nói hoài mà ba mẹ thằng Khắc chưa chắc đã hiểu. Cũng may lần đó thằng Khắc không sao, nếu nó có gì ba mẹ nó ân hận cũng đã muộn rồi. Ánh Minh lên lầu, cô ngạc nhiên khi thấy mọi vật ngăn nắp sạch sẽ như vừa mới được dọn dẹp xong. Chắc là Khắc đã làm việc này. Dạo gần đây nó đối xử với Minh rất đẹp, nhưng Minh luôn giữ một khoảng cách với nó. Sau lần xe hư được Minh trở về hộ tới nay, Ánh Minh thường tránh Khắc. Cô cố tình đi học sớm để đừng gặp nó trên đường đến trường. Tới nhà, Minh dọn dẹp thật nhanh và chỉ trả lời nhắc Cường cho qua chuyện với nó rồi rút ngay.
Bữa nay khắc bày trò dọn dẹp thế này, không chừng bà Tú Anh cho cô nghỉ việc thật, chứ không chỉ là đình chỉ cho mình nghỉ việc, vì sợ cô sẽ bị liên lụy sau lần cứu khắc. Lần đó nếu khắc không quyết liệt giữ cô lại, chắc Minh đã rời ngôi nhà này rồi. Cửa phòng khắc mở, nó thò đầu ra bảo: "Khỏi dọn dẹp phòng tôi." Minh nhún vai: "Cảm ơn, nhưng bạn tự dọn dẹp mãi chắc tôi bị nghỉ việc, không có gì làm quá." Khắc khoanh tay nhìn Minh: "Không có chuyện đó đâu, Minh mà bị nghỉ việc, tôi phá tan tành cái nhà này cho mà xem." Ánh Minh biểu môi: "Quyền hành nhỉ, chắc cô Tú Anh để yên cho Khắc phá nhà quá." Khắc thản nhiên: "Làm con không được hỗn láo, bất hiếu với ba mẹ, nhưng có những chuyện riêng của con, ba mẹ không nên đưa tay vào sắp đặt. Chuyện tôi bị nghỉ việc đâu có dính dấp gì tới Khắc, nhưng mà có đó." Ánh Minh lờ như không biết Khắc đang nhìn mình. Thằng ra này không hiền lành gì, nó đang bắt đầu tán cô đây. Khắc ngọt ngào: "Minh nè." Ánh Minh có vẻ cảnh giác, cô cộc lốc: "Gì? Gặp anh Cường chưa?" Minh hơi khựng lại: "Nhiều chuyện." "Hơi đâu tôi nhiều chuyện, đây hỏi thật đó. Hổm rày ông Cường ở Sài Gòn mà, chắc tôi hỏi câu này thừa rồi." Ánh Minh mím môi bước xuống cầu thang. Khắc xuống theo, nó nói: "Tôi thấy Cường và bác sĩ Diệp trong quán cà phê yesterday, anh ấy tệ thật." Minh quay phắt lại, khiến Khắc suýt va vào cô: "Làm ơn để tôi yên." Khắc kéo tay Minh lại: "Tôi chỉ muốn tốt cho Minh, tôi sẽ không như anh Cường một dạ hai lòng." Ánh Minh giật tay ra: "Khắc biết gì về Cường mà dám nói như vậy? Đừng chen vào chuyện của chúng tôi." Không kịp vào chào bà cụ Từ, Minh dắt xe ra khỏi cổng và cắm đầu đạp một mạch. Cô là một con ngốc, ngốc thật sự. Khi để gã đại ma đầu kia tung một chưởng khiến cô bị nội thương trầm trọng, rồi cô sẽ chết dần chết mòn vì vết thương ấy. Chỉ nghĩ như vậy đã khiến nước mắt Ánh Minh rạng rụa. Cô muốn gặp Cường dù chỉ dăm ba phút thôi để hỏi vì sao anh không tìm đến cô, nhưng cánh cửa nhà Cường bây giờ không dễ để cô tự tiện ra vào. Bến xe vẫn quay đều, Ánh Minh như trôi đi trong tiếng nhạc vang lên từ một quán cà phê nào đó. Bước trên đường về, em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tàn nát rồi giấc mơ hương nồng. Đèn đỏ, Minh dừng xe sắc lệ theo quán tính. Cô chợt nghe giọng phụ nữ vang lên: "Ánh Minh." Ngơ ngác nhìn quanh, Minh tối sầm nét mặt khi thấy Bạch Diệp đang ngồi sau lưng Cường. Thường ngày đụng mặt Minh, cô ta còn khinh khỉnh quay đi, vậy mà bữa nay giữa phố đông người, Bạch Diệp lại gọi to tên cô. Diệp muốn Minh nhìn thấy cảnh này chứ gì. Giọng cô ta đầy khiêu khích: "Giờ ở nhà cắt ra phải không em?" Ánh Minh ù cả hai tay. Cô chưa kịp nhìn kỹ mặt Cường cho đỡ nhớ, anh đã nhấn ga vọt thẳng, khiến Bạch Diệp phải ôm yêu anh bằng cả hai tay. Sao Cường lại có thể lờ Minh thế nhỉ? Hoang mang, cô nhìn theo cho tới lúc xe chở anh và Bạch Diệp mất hút trong dòng người đông đúc. Chương 10. Chương kết. Cường tắt máy tính và bước xuống sân. Anh không muốn đọc mãi những email Ánh Minh gửi cho mình. Anh muốn không nghĩ, không nhớ tới cô nữa, nhưng chẳng dễ chút nào. Gương mặt ngơ ngác như vừa ngạc nhiên vừa đau đớn của Minh vẫn hiện ra, không nguôi ám ảnh Cường. Ánh mắt trong veo ấy lẽ nào lại lừa dối anh? Anh không tin đâu. Nhưng những lời của mẹ, của Bạch Diệp, rồi hình ảnh của Ánh Minh đường hoàng ngồi sau xe của Khắc trước sự ganh tị của các cô gái khác, khiến cho Cường cảm thấy ghét bỏ. Hôm đi uống cà phê với Bạch Diệp, anh gặp Khắc ngồi với đám bạn, nó vợ không nhận ra Cường. Song qua ánh mắt khinh khỉnh của nó, anh biết Khắc đang tự đắc. Sự phớt lờ của nó khiến Cường có cảm giác bị sỉ nhục. Anh càng tức hơn khi Bạch Diệp đi ngang bàn Khắc đã đứng lại hỏi thăm nó và Ánh Minh. Bạch Diệp đúng là độc. Cô ta muốn chứng tỏ cho Cường thấy những gì cô ta nói về Minh là đúng. Song Diệp quên một điều là Cường rất tự ái. Cô ta khiến anh mất mặt mà không hay. Hôm đó Cường đã bỏ qua, thế nhưng Diệp không hiểu, nên vừa gặp Ánh Minh ngay ngã tư đèn đỏ, Diệp đã kêu tên cô rồi hỏi một câu thật đáng ghét: "Sao anh không ưa được Bạch Diệp nhỉ?" Anh đã rất cố đưa Diệp đi uống cà phê mua sắm như một cách cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ, nhưng càng gần Diệp anh càng thấy cô quá tẻ nhạt, đã sống khác với chính mình. Bởi vì Bạch Diệp không bao giờ có mặt trong nỗi nhớ của anh. Xuống sân, Cường định dắt xe chạy lòng vòng cho khuây khỏa thì có tiếng chuông gọi cổng.
Anh ra mở cửa và khá bất ngờ khi gặp Khắc và bà Tú Anh. Miệng cười thật tươi, bà nói: "Cô vào thăm mẹ, mẹ có ở nhà không Cường?" "Dạ có." Quay ra chỗ Khắc ngừng xe, bà Anh khoát tay: "Về đi, chừng nào nghe điện hãy tới đón mẹ." Dứt lời, bà bước vào nhà. Cường vừa khép một cánh cổng đã nghe Khắc gọi: "Em có chuyện muốn hỏi anh." Cường lạnh lùng: "Chuyện gì?" Khắc ậm ừ: "Qua quán cà phê bên kia đường em mới nói." Không đợi Cường trả lời, nó phóng xe qua trước. Ngần ngừ một chút, Cường qua theo. Dù sao Cường cũng thuộc hàng anh của nó, anh ngại gì cơ chứ. Ngồi xuống, Cường hất hàm: "Nào, chuyện gì?" Khắc gọi cà phê rồi mới nói: "Là đàn ông, em không thích vòng vo rào đón, nên em hỏi thẳng, anh còn yêu Ánh Minh không?" Nhìn Khắc, Cường cố kìm lòng: "Cậu hỏi nhằm mục đích gì?" "Đương nhiên không phải vì tò mò rồi." Cường cười khẩy: "Tôi đã có Bạch Diệp, Ánh Minh với tôi chả là gì cả." Cường đanh mặt: "Cẩn thận là ăn tiếng nói đấy cậu em à." Khắc thân thiện: "Em thấy sao thì nói vậy. Anh thật là bỏ rơi Ánh Minh để chọn một người như bác sĩ Diệp sao? Cho dù anh làm thế vì Bác Uyên đi chăng nữa, em thấy anh vẫn không xứng mặt đàn ông." Cường lạnh lùng: "Tôi yêu ai chọn ai là quyền của tôi. Vậy sao anh không dứt khoát với Ánh Minh đi? Con nhỏ chả tội tình gì để bị đối xử như vậy." Cường cáo lên: "Đừng có vờ vịt nữa. Chẳng phải vì Ánh Minh mà cậu bị đánh lỗ đầu hả? Thật chả hay ho gì chuyện giành gái để nhập viện." Khắc nhìn Cường trân trối: "Anh bảo sao? Vì Ánh Minh mà em bị đánh lỗ đầu à? Ai nói vậy? Phải Bác Uyên không? Nếu đúng thế thì anh bị sập bẫy rồi." Cường chồm người về trước: "Sập bẫy nghĩa là sao?" Khắc im lặng. Anh gõ nhịp bằng ngón trỏ lên mặt bàn. Thật đáng ngạc nhiên khi nghe Cường nói vậy. Ai là người bị chuyện vừa tài tình vừa độc ác thế nhỉ? Khắc nghe bà ngoại kể chuyện của bà Uyên vờ lên cơn tim té xỉu để ép Cường thuận theo ý mình. Vậy thì chắc chắn bà Uyên cũng là tác giả của sự bịa đặt này rồi. Khắc nghiêm mặt: "Em hỏi thật, anh có yêu Ánh Minh không?" "Có thì sao? Cậu ghen với tôi làm gì khi bây giờ cô ấy là của cậu?" Khắc nhấn mạnh: "Em ghen với anh vì Ánh Minh chưa bao giờ để ý tới em. Anh nói chi chuyện con nhỏ là của em, nghe mài mỉa quá." Giọng trầm xuống, Khắc cho Cường biết vì sao mình bị đánh. Có vẻ xúc động, Khắc kể: "Trước kia em rất dị ứng với vẻ ngang ngạnh, tự kiêu, rất con gái quá của Minh, nên luôn nói năng cộc lốc với con nhỏ. Thậm chí có lần em đã gọi Minh là ô sin. Lần đó Minh giận lắm, nhưng con nhỏ không hề để bụng. Nếu không bữa đấy chắc em tiêu đời rồi." Cường ngồi thừ ra trên ghế. Anh không ngờ anh bị lừa như một thằng ngố. Anh yêu nhưng không tin người mình yêu. Khắc lại nói tiếp: "Sau lần đó Ánh Minh bị bệnh, xe lại bị hư, nên em năn nỉ mãi mới đưa đón được con nhỏ đúng một ngày. Rồi sau đó con nhỏ né em như né tà. Bữa em muốn hỏi thật lòng anh, nếu anh không còn yêu Ánh Minh nữa, em sẽ đeo đuổi con nhỏ tới bao giờ được thì thôi." Cường khẽ nhíu mày: "Cậu tìm tôi chủ yếu để nói điều này à?" Khắc gật đầu: "Dân, em thích mọi cái phải rạch ròi sòng phẳng. Tình yêu cũng như vậy." Cường im lặng. Một lát sau anh nói: "Tôi thích sự thẳng thắn đó. Tôi cũng nói thật, tôi yêu Ánh Minh. Chính vì vậy tôi không giữ nổi bình tĩnh trước những lời bịa đặt. Tôi thật mù quáng và đáng trách." Khắc xoay tròn ly cà phê: "Em thua cuộc vì là người đến sau. Em buồn nhưng mà mừng cho Ánh Minh. Mong anh hãy yêu thương con bé suốt đời." Cường ngưỡng cười: "Cảm ơn cậu đã hết sức chân tình. Nếu không tôi trở thành thằng đàn ông ngố nhất trần gian rồi." Khắc điềm tĩnh: "Anh còn đợi gì mà không đến với Ánh Minh đi. Giờ này con nhỏ có ở nhà đó." Cường vỗ nhẹ vào vai Khắc rồi về nhà. Ngang phòng mẹ, anh nghe tiếng cười hi hỉ khoái trá của bà, rồi giọng bà đắc ý: "Cũng nhờ câu Bạch Diệp mắng thằng Khắc là đánh nhau vì gái, tôi mới nảy ra chuyện là gán ghép nó với con Ánh Minh đó chứ. May là cô không phiền lòng." Bà Tú Anh kêu lên: "Ôi dạo, phiền gì chị ơi. Nói thật, em không câu nệ sang hèn. Nếu thằng Khắc và Ánh Minh thương nhau thiệt, em chịu liền. Con bé được nết đẹp người, gia đình lại đàng hoàng, bà ngoại thằng Khắc ưng bụng lắm. Cô cứ nói đùa, bà nó là tài xế nhà tôi, rồi mẹ nó đi làm tạp vụ nữa. Tôi thương Ánh Minh thật nhưng mà không được." Bà Tú Anh ngập ngừng: "Chị nghĩ Cường sẽ tin chị sao? Lúc nãy em sợ lộ chuyện nên đuổi thằng Khắc về gấp. Lỡ một ngày nào đó, tới đâu hay tới đó,
Nó mà cãi lời tôi lại lên cơn tim. Vào viện đã có Bạch Diệp lo thì không lo nữa. Ngày xưa ông vẫn còn không thoát nổi tay tôi, huống hồ là nó, một thằng nhóc bồng bột. Cường vịnh tay vào vách. Anh đã nghe Khắc kể mọi chuyện mà bây giờ vẫn thấy sốc khi nghe chính mẹ mình hả hê khoe chiến tích. Bà xem thường Cường quá. Trước khi ra khỏi nhà, Cường đã tới gặp ba mình. Anh năn nỉ ông về với mẹ, nhưng ông Cường quyết không chịu, dù ông đang sống một mình chứ không với bất cứ người đàn bà nào. Cường đã cố hỏi lý do nhưng ba chỉ im lặng. Có lẽ bây giờ anh cũng nên im lặng rời khỏi ngôi nhà này. Lên lầu, anh thu dọn quần áo vào ba lô và đi vòng xuống bếp đi ra ngoài. Vừa thấy anh, bà Am đã kêu liền: "Ủa, cậu đi đâu vậy?" "Tôi trở lại công trường." "Chứ không phải cậu về luôn rồi sao?" "Tôi rất muốn như vậy nhưng không được." Bà Am ngạc nhiên: "Tại sao vậy?" "Bà nhà hỏi tôi thì tôi..." Cường quẩy ba lô lên vai: "Mẹ tôi biết tại sao tôi đi mà không muốn gặp bà. Vậy khỏi phải lo." Ra đường, anh ngoắc chiếc xe ôm và nói địa chỉ của Ánh Minh. Ngôi nhà đó anh chưa một lần tới, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi anh đã thấy ấm lòng. Một năm sau, Cường vòng tay ôm Ánh Minh, cô cũng ôm lại anh bằng sự rung động mãnh liệt của trái tim. Giọng anh bồi hồi da diết: "Nhớ em quá, tiểu yêu nữ của anh." Ánh Minh cau môi: "Nhớ mà lâu, thật lâu mới về, thấy ghét." Cường nâng mặt cô lên: "Ghét thật không?" "Đương nhiên là thật rồi. Tiểu yêu nữ làm gì mà biết thích ai?" Cường mê mải nhìn Minh: "Có đấy, ít ra tiểu yêu nữ cũng thích một đại ma đầu như anh chứ." Minh phụng phịu: "Không thèm." Cường cúi xuống: "Nhưng anh thèm, thèm môi em quá mức, nhóc à." Ánh Minh véo mạnh vào tay anh, nhưng không tránh được nụ hôn mê đắm của Cường. Cô siết chặt anh ấm áp nồng nàn. Đã lâu lắm rồi hai người mới có những phút giây hạnh phúc bên nhau, nên khi hôn nhau, nụ hôn còn có thêm mùi vị của sự nhớ nhung xa cách. Bưng bề tóc của Ánh Minh, Cường nói: "Anh sẽ về Sài Gòn luôn." Minh reo khẽ: "Em rất mừng." Rồi cô ngập ngừng: "Nhưng đó có phải do bác Uyển sắp xếp để anh về làm cho công ty của gia đình không?" Cường lắc đầu: "Không, dù mẹ rất muốn như vậy, anh quyết định vì em và vì muốn chăm sóc mẹ. Suốt thời gian qua, nếu không có em đỡ đần, chị Nghi chắc điên lên mất." Ánh Minh so vai: "Em có làm gì đâu, tiểu yêu nữ mà." Cường cười: "Anh thấy thương cô quá. Suốt mấy tháng nay, Ánh Minh đã rất cực khổ vì mẹ anh. Trong một lần mưa, mẹ bước xuống bậc thềm đã bị trượt chân ngã. Bà hôn mê cả tuần mới tỉnh. Khi tỉnh lại rồi bị liệt một bên. Trong thời gian đó, Ánh Minh đã không câu nệ ở cạnh chăm sóc bà. Phải vất vả tập vật lý trị liệu và châm cứu bà mới đi lại được. Trong khoảng thời gian đó, Ánh Minh chẳng chịu đựng sự trái tính trái nết của một người bệnh vốn có định kiến với mình. Lắm lúc cô phải khóc vì những lời xua đuổi, mắng nhiếc rất khó nghe của bà. Cô bỏ về rồi lại quay lại vì nghĩ tới Cường và vì tội nghiệp bà. Là một người mẹ, bà sẵn sàng làm tất cả để con mình được hạnh phúc. Bà không chấp nhận Minh vì nghĩ cô không xứng với Cường. Chính vì vậy bà ghét cô. Bà càng ghét Minh hơn khi Cường đã chống đối bà bằng cách đi xa. Vì tình yêu của Cường, Ánh Minh đã chịu đựng tất cả. Ba mẹ cô còn phải xót vì khi thấy cô chỉ yêu mà cực khổ. Nhưng rồi tất cả cũng qua. Bây giờ bà Uyên đã bình phục và đã có cái nhìn khác với Ánh Minh. Cường mê mê mái tóc Minh, anh thì thầm: "Bây giờ mẹ cưng em hơn là anh nữa đó. Mẹ cũng hết nhắc tới bác sĩ Diệp rồi." Ánh Minh cong môi: "Anh ganh tị hả?" "Ờ, ganh tị muốn chết." Minh tủm tỉm cười, cô tựa đầu vào vai anh. Buổi chiều lãng đãng trên những vòm cây cao và đầy gió, còn cô lãng đãng với tình yêu của mình. Cường thì thầm vào tai Minh: "Đố em biết anh đang làm gì?" "Em không biết." "Anh tưởng tượng đến ngoài 20 năm sau, ở bậc tam cấp này, con trai chúng ta sẽ ngồi cạnh người yêu nó. Chúng sẽ hôn nhau như chúng ta vậy. Em nhớ lúc đó đừng làm khó chúng nghe." Ánh Minh bật cười: "Anh đúng là siêu tưởng." Cường mơ màng: "Anh thích được tưởng tượng những điều hạnh phúc, nhưng không phải vì thế mà anh quên hiện thực. Anh đang rất muốn đưa nàng yêu nữ của mình về dinh. Em nghĩ sao?" Ánh Minh ngẩng lên nhìn Cường. Cô xúc động khi nghe anh nói như thế. Tình yêu của hai người không phải oái âm trắc trở gì lắm, nhưng cũng không suôn sẻ vì bị phản đối từ cả hai bên gia đình. Được yêu nhau như bây giờ là khao khát lớn nhất của cô và anh. Vậy thì còn chờ gì khi mà Minh đã học xong đại học và đang làm cho một công ty chuyên về mỹ phẩm? Minh ngập ngừng:
em vẫn chưa giúp được gì cho ba mẹ. Em Cường siết hai tay cô rồi áp vào mặt mình. Anh hiểu lòng em, anh sẽ chờ một vài năm nữa được không? Mình chớp mi. Vâng, nhưng một vài năm là lâu lắm đó. So với một đời người, một vài năm không dài đâu, miễn là mỗi ngày anh mỗi được nhìn thấy và hôn em. Vừa nói Cường vừa dịu dàng cúi xuống. Ánh Minh dịu dàng đón nhận, môi anh vẫn nồng nàn như lần đầu. Cường cứ vuốt mãi những sợi tóc mềm mại của Minh. Anh hỏi, anh Thắng và anh Mai thế nào rồi? Minh chậm rãi nói, tuần sau sẽ khai trương văn phòng đại diện của công ty anh Thắng đang làm ở ngôi nhà trước đây mà anh Hoàng quản lý. Dĩ nhiên anh Thắng phải hao công tốn sức, nhờ luật sư đủ thứ mới nhận lại được ngôi nhà của mình. Tình nghĩa chị em cũng bị sức mẻ rồi, vì ông Hoàng quá tham lam. Nghe chị Mai nói, chị Tuyết rất buồn, nhưng mà cũng chả làm gì được ngoài cách im lặng chấp nhận một ông chồng tai quái. Thỉnh thoảng chị Mai vẫn tới thăm bé Tano và đưa nó đến chơi với cậu Thắng. Có lẽ chị Mai và anh Thắng sẽ cưới vào năm tới. Cường mỉm cười lạc quan. Rồi đâu cũng sẽ vào đó, em có thấy không? Cuộc sống sẽ kết nối những số phận với nhau. Điều quan trọng là phải biết đương đầu với mọi bất trắc khó khăn và sống với những cái tốt nhất mà số phận đã dành cho mình. Anh tin cái tốt nhất số phận dành cho anh chính là em. Ánh Minh liêm di mắt. Vậy thì số phận của em cũng chính là anh. Vừa nói vừa tủm tỉm cười, cô nép vào Cường, tựa đậu vào vai anh êm ái. Ánh Minh liên tưởng tới một giấc mơ gần đây. Trong mơ, cô thấy mình đang đi chân không trên một bờ cát trắng dài tới tấp. Cát êm lắm và cũng nóng lắm, nhưng cô không có giày, vì giày thủy tinh là của lọ lem. Bây giờ cô đang thức, nhưng hiện thực lại đẹp như mơ. Bằng chân trần, cô đã nhón bước lên những bậc tam cấp để đến bên Cường. Giấc mơ không có giày thủy tinh là giấc mơ của Ánh Minh, một giấc mơ rất thật.